Hello, chào tất cả mọi người. Bơi, bơi, con ra đây chào chào mọi người nhé. Chào các ông, các bà đi, các bác, các cô, các chú đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Ra lệch rồi, để. Nào, con chào các ông, các bà, các bác, các cô, các chú đi. Con đang buồn ngủ nhá, con không chào ai đâu. Nay là 25 Tết rồi. Nay là 25 Tết rồi các bạn. Đây. Mẹ mình thì còn đang đóng gói nốt cái hàng này, nốt cái đơn này để gửi đi các bạn. Táp nữa mà. Đây là mẹ đi lấy cái vụ nữa. Không, cái này lại để cái sau. Đây cái vụ đây nhiều lắm. Nốt ngày hôm nay thôi các bạn, là vợ mình không bán cái này nữa mà sẽ để đến qua Tết mới bán. Đó. Ai mua thì cứ đặt trước. Cái này nha các bạn, đây là gạo nếp này. Hôm nào mình sẽ quay chi tiết một cái tập mà mình và mọi người ở trong xóm này làm cái bánh này để cho các bạn thấy là đây mẹ hướng dẫn cái bánh cho. bỏng này là đây là cái bỏng này là gạo nếp này. Nếp ngâm Thóc nước thóc nếp hay là sôi. gạo nếp này. Thóc nếp ngâm nước Đó, sôi. chỉ còn đây chỉ có hai thành phần à ba thành phần thôi, là một là gạo nếp, hai là lạc rang, và ba là những cái hạt vừng trắng nhỏ li ti đây, và thêm nữa là cái đường mật mía, và có thêm một ít nha nữa là thành thôi. Đó, mỗi như thế thôi, đảm bảo sạch 100%. Còn bây giờ thì hôm nay bác trưởng thôn gọi loa rồi, nhà nào nhà đấy là được phép cắm cờ rồi các bạn, cờ cắm lá cờ tổ quốc ấy, quốc kỳ. Đó, bây giờ mình sẽ đi cắm cái lá cờ này lên các bạn. Quốc kỳ. Con buộc gì không mỗi nhỉ? Cứ cho này là xong à? Vâng, đơn giản xong luôn các bạn. Đó, mình vừa treo xong cái lá cờ này. Đây là ngõ xóm nhà mình, dưới chỗ kia có một nhà cũng đã bắt đầu treo rồi các bạn. Ngày giờ đến ngày mai thì sẽ treo kín hết luôn rồi. Cây bưởi này là mình vừa mới răng cái đèn nháy xong rồi các bạn. Đó, đây. Này đèn ông sao rồi là rất nhiều các loại đèn. Hôm trước thì đi mua về nhưng mà chưa kịp trăng đèn nháy. Đây nữa. Đây cây cây đào này nữa. Hôm nay mình tiếp tục lại răng thêm một ít nữa. Đó, buổi sáng nay các bạn, sáng nay mình đã đi mua đấy đèn 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 nháy về để trang trí Tết cho nhà mình. Đó, đây là cờ quốc kỳ. Đó, răng đầy đủ hết các bạn. Đây là cây đào. Còn phía bên này là cây bồng, cây bưởi. Không.
với con gái ngủ các bạn, vừa với Du ngủ xong. Hôm nay là 26 Tết rồi các bạn. Thì đợt vừa rồi ấy, thì là vợ mình có vợ với cả mẹ ở nhà cũng bán được ít bánh kẹo cốm các bạn, đấy quê mình gọi kẹo cốm. Đây là cái sản phẩm truyền thống ở quê mình. Thế là đợt vừa rồi vợ chồng mình cũng bán được một ít, cũng là do mọi người là quen biết rồi là yêu quý hai vợ chồng, thế nên là mua ủng hộ. Thế bây giờ thì nó cũng được một chút ít, thế nên là bây giờ vợ chồng mình tính là sẽ trích một chút cái tiền mà lợi nhuận từ cái việc bán bánh này ra để đi mua hai phần quà để đi với cả là cho mừng tuổi mọi người nữa. Thì có ở trong trong xóm mình ấy, thì là có một cái gia đình cái cô này, cô cũng hơn 50 tuổi rồi, ở với cả bố các bạn, mà cô thì là bị tàn tật từ bé. Nói chung là một lát nữa khi nào mình đến đấy cho các bạn xem thì mọi người sẽ biết, bởi vì thực tế thì mình từ bé giờ mình mới gặp cô được có vài lần thôi, bởi vì lúc mình bé thì nhìn thấy những cô như thế mình cứ cảm giác kiểu bị sợ ấy, xong rồi chạy ấy. Còn bây giờ lớn lên thì lại đi làm xa nhà nên ít cơ hội để gặp. Và bây giờ là gia đình nhà cô với cả ông thì là hai bố con ở với nhau, mà ông thì bây giờ là thứ nhất là tai thì chỉ tai người bình thường là được 10 nhưng của ông bây giờ chỉ được 1 thôi, và cái nữa là cái mắt bây giờ ông là gần như là không nhìn thấy gì, toàn ngồi một chỗ các bạn ạ. Nói chung là ông với cả cô rất là khổ, rất là hoàn cảnh. Tết năm nào ở xóm mình thì mọi người cũng tổ chức đến nhà ông với nhà cô để gọi là biếu quà, để giúp đỡ cho gia đình của ông. Nếu một lát nữa thì vợ chồng mình cũng sẽ đến đấy. Bây giờ thì mình đang nhờ mẹ đi mua quà các bạn. Một lát nữa khi nào mẹ mang về thì vợ chồng mình sẽ đi đến đấy. Còn một trường hợp nữa thì là ở bên quê ngoại nhà vợ mình. Đấy thì mai vợ chồng mình cũng sẽ đi về nhà bên ngoại để đi lễ Tết ông bà bên đấy, rồi là tranh thủ thì cũng đi trao cái phần quà này đến cho gia đình nhà cô này sau. Và một lần nữa thì cả hai vợ chồng mình cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ, động viên để ủng hộ hai mẹ con ở nhà bằng cái hình thức là mua bánh. Thì bây giờ vợ chồng mình trích cái tiền quỹ ra để đi tặng quà Tết cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã mua hàng ủng hộ cho vợ chồng mình rất là nhiều. Một lát nữa khi nào đến nơi thì mình sẽ tiếp tục quay lại cho các bạn xem cái quá trình mình đi vào trong nhà ông với cả nhà cô bị tàn tật đấy như thế nào, thì mình sẽ cho mọi người xem. Các bạn, đây là cái bánh mà trước giờ là mẹ mình với cả vợ mình là ở nhà vẫn bán này. Đó. Cái này thì thành phần chính là gồm có gạo nếp này. Thóc nếp ngâm này, xong rồi giã ra thành, nói chung là xong rồi rang lên là thành bọng. Đó là đại loại là gạo nếp. Với cả cái thứ hai là lạc rang. Đó, với cả là cái hạt nhỏ trắng trắng đấy là hạt vừng các bạn. Có hương gừng nữa. Cái này là có cả gừng này. Gừng tươi các bạn, khi mà thắng đường lên là đường mật mía đấy. Khi mà thắng đường lên là mọi người sẽ cho cả cái gừng đấy vào. Đó. Rồi thêm một chút nha nữa. Cái này thì cái quá trình làm thì mình dám đảm bảo khẳng định 100% các bạn luôn là hàng sạch 100% luôn, và hàng thật, không có bất cứ một tí nào gọi là liên quan đến một cái đồ gì gọi là hóa học cả. Khi nào ngày nào hôm nào mà rảnh ấy thì mình sẽ trực tiếp mình review lại một cái buổi mà làm cái bánh này. Mình sẽ trực tiếp buổi đấy là làm cùng cho tất cả mọi người cùng xem, bởi vì cái bánh này là chỉ ở trong cái khu vực xóm của mình mới có thôi, mới là chuẩn thôi, còn mấy cái xóm mà mọi người ở những chỗ khác mà làm là không phải đâu, hàng nhái thôi. Còn xóm mình mới là hàng chuẩn các bạn, 100% luôn, hàng sạch, không có bất cứ một cái gì liên quan đến đường hóa học, rồi là bất cứ một cái gì gọi là nó khác cả. Rồi các bạn, sau thời gian chờ đợi thì đến giờ thì mẹ mình đã đi mua được hai cái gói hàng này rồi các bạn, hai cái giỏ quà, quên mất hai gói hàng, được hai cái giỏ quà này rồi nhé các bạn nhé. Đó, đây một giỏ này thì trong này gồm có bánh này, mứt này, rượu vang này, rồi là cái gì cà phê này, nhiều thứ lắm các bạn. Đó, đây nữa, đây rồi. Cái này một lát nữa thì vợ chồng mình sẽ đi vào trong nhà cái cô mà mình nói ở trong xóm nhà mình đấy. Một lát nữa vào đến nơi thì mình lại tiếp tục quay lại cho các bạn xem.